Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, đoàn công tác của Ủy ban Quốc tế Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh về nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam. Tại buổi làm việc, đại biểu các tỉnh thành phố thống nhất cao cần thiết làm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tuy nhiên đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét điều chỉnh vị trí ga hàng và bổ sung ga, xem xét cụ thể các vị trí hướng tuyến, đảm bảo phù hợp với hiện trạng và quy hoạch của địa phương trong bước tiếp theo của dự án, dự trù quỹ đất quy hoạch tiềm năng. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết về vị trí ga tiềm năng trong giai đoạn khai thác khi hình thành các đô thị, trung tâm kinh tế thì mới có đủ điều kiện để tiến hành đánh giá và xem xét bổ sung ga. Việc đầu tư các ga bổ sung này sẽ ưu tiên triển khai theo hướng huy động nguồn lực xã hội hóa. Tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam mang lại nhiều ý nghĩa, giá trị to lớn cho phát triển kinh tế của đất nước, tăng cường liên kết vùng, tạo không gian phát triển mới, giúp hình thành các khu công nghiệp, đô thị dịch vụ, tạo ra hàng triệu việc làm, giúp tăng giá trị đất đai, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giảm chi phí logistics, đảm bảo giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm của nền kinh tế quốc gia và các tỉnh thành có đường sắt đi qua. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Thường trực Ủy ban Quốc tế sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan, tiếp tục nghiên cứu và có ý kiến thẩm tra chính thức về nội dung này, trong đó nhất trí về sự cần thiết, cơ sở chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn cho việc xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án. Dự kiến dự án sẽ được phê duyệt chủ trương đầu tư vào quý tư năm 2024, hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn 2025-2026, khởi công trong năm 2027 và phấn đấu hoàn thành xây dựng trong năm 2035. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Vương, thực tế người dân cũng như sự quyết tâm của hệ thống chính trị đã thể hiện mong muốn có tuyến đường sắt tốc độ cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Về cơ sở chính trị, đã có các nghị quyết kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị về việc xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao từ nay đến năm 2035. Đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến tổng chi xấp xỉ 70 tỷ đô la Mỹ. Qua đánh giá sơ bộ, nếu như số tiền này được đưa vào triển khai từ nay đến năm 2035, thì tác động của đầu tư đường sắt tốc độ cao làm tăng khoảng 0,95 điểm phần trăm GDP. Đưa ra quan điểm về tính cấp thiết của dự án này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu cho rằng đây là thời điểm phù hợp để triển khai dự án cả về điều kiện năng lực. Nước ta đang trên đà phát triển, thu nhập sẽ tăng. Mấu chốt quan trọng của chúng ta làm đề án này là tạo thêm phương thức vận tải thứ 5, và thông qua đó tối ưu hóa các phương thức vận tải, và như vậy sẽ góp phần tối ưu hóa chi phí vận tải cũng như thời gian và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của các chủ thể từ hành khách đến vận tải hàng hóa. Về chuẩn bị tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng cho biết, các bộ ngành thời gian qua đã phối hợp rất chặt chẽ và thống nhất, đưa ra 3 nhóm giải pháp và 4 nguồn lực điều hành tổng thể, gồm đổi mới mô hình tăng trưởng, điều hành kinh tế xã hội linh hoạt, hiệu quả để góp phần tăng thu ngân sách hàng năm với tinh thần năm sau phải cao hơn năm trước, điều hành chính sách tài khoá linh hoạt, hiệu quả theo hướng triệt để tiết kiệm và chống lãng phí để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, sửa đổi thể chế, tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn trong thu hút nguồn lực trong lĩnh vực tài chính đầu tư. Về 4 phương án huy động nguồn lực gồm xây dựng kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm cho 3 giai đoạn đến năm 2035 trên tinh thần chủ động, cân đối nguồn lực, thu hút nguồn lực, huy động trái phiếu chính phủ với kỳ hạn lãi suất phù hợp với điều kiện thị trường và tiến độ thực hiện các dự án, thu hút nguồn lực đầu tư trong nước bao gồm cả hình thức hợp tác công tư, huy động nguồn lực ngoài nước có ưu đãi cao, điều kiện đàm phán hợp lý và ít ràng buộc. Với 3 giải pháp và 4 phương án huy động nguồn lực như thế, chúng ta tin tưởng rằng công tác chuẩn bị tài chính cho dự án đường sắt tốc độ cao đã sẵn sàng. Tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất chủ trương bàn giao mặt bằng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vào ngày 1 tháng 12 để tiến hành khởi công xây dựng sân bay Gia Bình và hoàn thành dự án vào dịp chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Phiên họp chuyên đề mới đây của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thảo luận cho ý kiến và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng thuộc dự án xây dựng sân bay Gia Bình.
Dự án do Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 125 ha tại xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình với tổng kinh phí gần 900 tỷ đồng. Theo báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, về cơ bản, dự án đảm bảo tính khả thi, đủ điều kiện phê duyệt theo quy định, phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế cơ sở, danh mục tiêu chuẩn áp dụng, giải pháp tổ chức thực hiện, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng, hình thức thực hiện. Trên cơ sở ý kiến của các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, dự án xây dựng sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm về an ninh quốc phòng của quốc gia, Bộ Công an và tỉnh Bắc Ninh. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các sở ngành, huyện Gia Bình tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai thi công sân bay Gia Bình. Trên cơ sở làm việc với Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất chủ trương bàn giao mặt bằng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vào ngày 1 tháng 12 để tiến hành khởi công và hoàn thành dự án vào dịp chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Ông Tuấn ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm, khẩn trương của tổ công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp làm tổ trưởng. Huyện Gia Bình trong công tác lập dự án thành phần, tổ chức tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao huyện Gia Bình hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt dự án để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh xem xét quyết định phân bổ nguồn vốn để triển khai dự án. Nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn, tỉnh Nam Định tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhất là các dự án hạ tầng giao thông. Tính chung 10 tháng năm 2024, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 6.099 tỷ đồng, đạt 67,4% kế hoạch năm. Trong đó, tỉnh tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định Lạc Quần, đường bộ ven biển giai đoạn 2, dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, xây dựng cầu qua sông Đào, cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định, đường trục phía Nam thành phố Nam Định đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến quốc lộ 21B, bệnh viện đa khoa tỉnh. Cùng với đó là các dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu tái định cư của các huyện thành phố. Các dự án có tổng mức đầu tư lớn như dự án tuyến đường bộ mới Nam Định Lạc Quần, đường bộ ven biển có tổng mức đầu tư 5.995 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công gói thầu số 1, đoạn km 0 đến km 15 cộng 740 và nhánh kết nối quốc lộ 21 ước đạt 44%. Gói thầu số 2, đoạn km 15 cộng 740 đến km 19 cộng 00 đạt 65%. Gói thầu số 3, đoạn km 19 cộng 00 đến cuối tuyến đạt 47%. Giá trị khối lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 53% giá trị hợp đồng. Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình dài 46 km đã hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2, có tổng mức đầu tư 2.487,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch, hai gói thầu phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 đảm bảo tiến độ dự án. Dự án cầu vượt sông Đáy thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng, tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 2 km. Đến nay, tổng khối lượng hoàn thành đạt khoảng 74% giá trị hợp đồng. Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi dài khoảng 1,6 km với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Khối lượng hoàn thành dự án ước đạt trên 70% giá trị hợp đồng. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 vừa có thông báo về việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dự án đường Tân Phúc - Phong Phan, tiến độ giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo yêu cầu của ban chỉ đạo tỉnh, đề nghị các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư và di chuyển nghĩa trang, đặc biệt các vị trí xen kẹp giữa các vị trí đã được giải phóng mặt bằng không có đường vào thi công để nhà thầu thi công có thể bố trí đường vào. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đất ở, thu hồi đất và triển khai hoàn thiện các thủ tục tại các khu tái định cư, di chuyển mồ mả khỏi ranh giới thực hiện dự án, hoàn thành 100% trong tháng 12 âm lịch. Ủy ban nhân dân các huyện Ân Thi, Phù Cừ ưu tiên giải phóng mặt bằng các vị trí thi công cầu Tam Đô, Cửu An, Đoàn Đào và bố trí đường vào thi công. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ khẩn trương giải phóng mặt bằng khu dân cư xã Đỉnh Cao để đảm bảo thời gian thi công, hoàn thành thu hồi 100% diện tích đất nông nghiệp, đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý trong tháng 10 năm 2024, hoàn thành xây dựng, cải tạo, mở rộng nghĩa trang
và di rời Mù Mả trước ngày 31 tháng 12 năm 2024, khẩn trương hoàn thành xây dựng các khu tái định cư, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư các hộ gia đình có đất ở bị thu hồi. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tiến hành thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra theo kế hoạch và theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tại kết luận số 01 KL-BCD, hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30 tháng 9 năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí đầy đủ vốn thanh toán cho khối lượng xây lắp hoàn thành. Ưu tiên bố trí vốn cho dự án thông qua chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ. Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ đấu giá hai mỏ cát sông Hồng tại xã Mai Động và xã Tân Hưng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ mời đấu giá, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.